Vì con nghe sư rõ không? Nghe rõ sư. À, quý cô nghe sư rõ không? Dạ, dạ con nghe rõ sư. Ok, dạ, yeah, cảm ơn ngài đến nữa. Tam quy và bát quan trai giới,
nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đo, Ngài là bậc có răng cao thượng, được chân quả trên biên tri do Ngài tứ ngõ thâm thầy chỉ giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đo, Ngài là bậc có răng cao thượng, được chân quả trên biên tri do Ngài tứ ngõ thâm thầy chỉ giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đo, Ngài là bậc có răng cao thượng, được chân quả trên biên tri do Ngài tử ngộ phâm thầy chế giải. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Pha-ra-hoa đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh viên tri do Ngài tử ngộ phâm thầy chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha-ra-hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh viên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha-ra-hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh viên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều ập là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều ập là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ dồn rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ dồn rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự mua hát thổi kèn đàn, xem mua hát nghe đàn kèn, trang điểm và vật thơm rồi phân và đeo tràng hoa. Con
con xin vâng giữ điều học là cố ý đến xa xứ mua hát thổi gần đường xe mua hát nghe đồng kèm trang điểm kho vật thơm dầu phấn và đeo đàn hoa. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đến xa cho ngầm ngợi nơi hoa cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đến xa chỗ ngầm ngợi nơi hoa cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì tác quan trai giới trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ nghiệp tàng trong ngày đi lai. Thưa thiền thế nên thọ trì ba quan trai giới chỉ được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, không nên dễ vui. Sa thu lầm. Các chúng sanh được sanh về cõi trời không nhờ dư giới. Các chúng sanh được giàu sang không nhờ. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn không nhờ dư giới. Mời các anh chư thiện tín và đáng thọ trì giới luật chứ được trong sạch không nên để lắm nhờ. Sa thu lần hai con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Cha tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo vui xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Cha tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo vui xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Cha tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo vui xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Hàm thiện thành pháp sư đi, đọc thành pháp sư đi. Phạm thiên bỗng ngắm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo giải đời nhắm vườn lọc giá ngày trời chân sang thiên pháp độ các hạng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần dư được đến gương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáo vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đảm mưa lành đi khắp thế gian. Bởi nhân tơ tích tơ rõ ràng thánh ngài thuyết pháp nói đàn từ đi chúng sanh hỏi khắp chúng đi tối nay cầu rưỡng
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được thương vải chánh biến trì do ngài thượng ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ phải cúng dường con tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay một ngày đã qua, khóa thiền mùa lễ Vê Sát cúng dường Đức Bổn Sư đáng sanh thành đạo và ngài nhập Niết Bàn trong mùa Vê Sát. Một ngày đã thực tập, đã tu giới, tu định và tu về, gọi là con đường giải thoát. Ông đã giải thích như thế nào gọi là con đường thống nhất. Chỉ con đường này là giải thoát được nhân sự đau khổ. Một ngày đã qua, hành giả hành thiện ít nhiều kinh nghiệm. Hồi nào thế giới chúng ta không nguyện là cúng dường, bây giờ nguyện cúng dường mặc trào. Ngày nào chúng ta cũng kính, cũng cúng dường, nhưng đôi khi điều kiện cúng dường khác nhau. Giống như ba la mật, la mật đến bà trên, ba la mật đến bình bên, ba la mật đến bà cao thượng, gọi là ba la mật. Ba là mật trung, ba là mật thượng. Thì trong quá thiền này, để chúng ta hết lòng trong một ngày để cúng dường Đức Thế Tôn bằng cách hành đạo. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi con hành đạo, hành thiền, rồi con gặp những sự khó khăn. Khi nói sự khó khăn của một hành giả ở bên Cali Ly, ở Tháp Hòa Bình, câu có hỏi, con xin hỏi trong thời thiền 30 phút vừa rồi con thấy người con lắc lư, lúc thì lắc qua lắc lại, lúc thì đầu xoay vòng, lúc đó con không buồn ngủ, con biết là con lắc, nhưng con không làm sao để hết lắc được, mặc dù lắc nhưng con không có cảm giác khói chẹo. Vậy con xin hỏi hiện tượng như thế là bị gì và làm sao con khắc phục được? Con cảm ơn câu hỏi. Liên tưởng câu hỏi đây không phải câu hỏi của ngày hôm qua thiền bây giờ, đã xảy ra cách đây 2564 năm khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Có 5 vị tỳ khưu rủ nhau đi hành thiền và gặp sự khó khăn trong đối tượng của mình. Một vị thì đối tượng cố gắng gìn giữ thu thúc con mắt, một vị thì cố gắng thu thúc tai, một vị thì cố gắng thu thúc mũi, một vị thì cố gắng thu thúc lưỡi,
Một vị thì cố gắng thu thúc tăng bảo với nhau, tôi gặp khó khăn, tôi thu thúc thắc mắc khó, thật là khó, con đường khó khăn. Một vị kế, tôi thu thúc tay khó nữa, con đường tôi thu thúc tay có. Vị thứ ba, tôi thúc thúc mũi khó, khó. Các vị, tôi thu thúc thân khó, khó, khó. Đấy, thu thúc thân liên quan hơn 2000 năm gặp một vị thiền sinh, nga, yoga, hành giả. Câu hỏi xảy ra, này, con thấy người con lắc, này, lắc lư, thân, rồi làm sao cô không lắc lư, nó ngồi, rồi nó bày lắc, này, lúc thì lắc qua, lúc thì lắc lại, hồi nào tôi không bị như vậy, giờ con ngồi thiền, con cung dường đất thông, con bị như vậy, lúc thì đạo xoay vòng, lúc đó không có buồn ngủ, ôi, làm sao buồn ngủ được, nó xoay vòng, con biết con lắc, nhưng con không cảm giác, con không làm sao, cho hết lắc được, câu hỏi. Vì vậy trong lúc đó các vị được bàn nhau, bạch Đức Tôn, con như vậy vì con như vậy con, xin Ngài giải biết cho con, giải thích con. Đức Thế Tôn giải biết như thế nào, nhắc một câu kể. Chàng khô na sang vô rô sa thu sot tê na sang vô rô, khà nê na sang vô rô sa thu chiều hai yo sang vô rô, kà yê na sang vô rô sa thu vá cha yo sang vô rô, Manasa sangvaro sathu sathu sapatta sangvaro sapatta sangvato bhikkhu sapadukha pamoñcati. Này các vị thưa, ôi lần thai không thu thúc được mắt, lần thai không thu thúc được tai, lần thai không thu thúc được mũi, lần thai không thu thúc được lưỡi, lần thai không thu thúc được tâm, hơi gặp khó khăn bà Trân Tâm, hơi khó khăn, mặt khó khăn, tai khó khăn, mũi khó khăn, lưỡi khó khăn, thân khó khăn, lời nói khó khăn, mà nó xa sang vô rê xa thu sắp bắt ta sang vô rô, sắp bắt ta sang vô rô phê khu, sắp bắt đục khá phô mây chân, ôi thu thúc tâm con, và nếu con thu thúc tâm, giải thoát khỏi sự đau khổ tâm. Thu thúc như thế nào? Thu thúc Xá lý thấy không phở, không trong cởi nó. Quay lý do sao? Nói sao? Hỏi thiền. Không phải nói đôi từng là thiền. Hơi thở, bao giờ theo hơi thở, bây giờ theo thở. Có một cái nghệ lực gọi là tăng lực. Không biết tâm tôi ở đâu, giờ ra lại hơi thở thăng, hơi thở bắt đầu sức mạnh, lực là sức mạnh, trong ngộ lực nó gọi là tấn lực, nói chuyện của tấn lực rồi, làm việc mạnh, chút tâm theo dõi chân đầu do vì vậy chúng ta nghe do bão, thế bão như thế nào, coi biển động nó như vậy, dâm vào biển động. Không, không, Đức Phật đã giải thích rồi, tốt hết, hồi nào tới giờ tốt hết. Nhưng điểm, đừng có danh mắt, điểm đó là điểm quan trọng, không danh mắt là tâm. Hôm qua giải thích về phòng họ, phòng họ mắt, phòng họ tai, phòng họ lưỡi, thân, lời nói, tâm, như thế nào, bây giờ như thế nào, liên quan cái gì? Liên quan rõ ràng, thì tâm định, chánh định tăng, ai có niệm, chánh định tăng niệm, cái này có định,
thầy định này, cái tâm định nó phát sinh năm cái ân chứng. Một là sát na hỷ, đức hành giả cảm thấy ngồi thiền mà cảm thấy rần trong con người, mặt con rần như vậy rần không biết chỗ nào. Mỗi hành giả cảm giác như rần là gì, rung rung là gió. Nhưng bây giờ gió bắt đầu nó mạnh, gọi là sát na hỷ. Nè, vượt xa na hỷ, nói với gà, nói ốc, nè, ánh sáng bây giờ thì cái ba là hải trèo giống như nước nó chuyển, hải trèo sóng lên xuống, quỳ ở gần San Francisco, biển Đông quý vị thấy đi, gió nó lên xuống, hải trèo trên là cái gió thôi. Hành giả đang theo dõi gió, nhưng bây giờ sức mạnh, cái căng, cái lực nó chưa có đều, bắt đầu lực bao nó lên, không được, chánh niệm còn yếu, vừa ghi nhận, không đủ sức chứ. Nếu chánh niệm thời là đủ sức, à, chuyển động, như nào, rung, rồi chảy chánh niệm mình vẫn thôi, không chèo theo, nà, không thương, không ghét chỗ này, ấy là một cái tốt. Đức Phật thầy từ thuốc mốc tới tân tài, tốt hết từ đầu từ cuối, từ cái tô Đức Phật giải thích cuối cùng, thua thuốc tâm, coi tâm của mình như thế nào. Bây giờ tâm hành giả giải thích như thế nào, càng lúc đó càng cảm giác như này, không có cảm giác khó chịu đây, làm sao khó chịu được, chuyển qua chuyển lại. Nếu mà coi cho nó cứng những cái đó, nó khó chịu, nó chuyển qua chuyển lại. Quý vị xuống biển giữa tâm này đời á, nè, cách đây 20 ngày con nghỉ hè đó, người ta đi biển rồi tắm mấy nơi nhỏ đó, coi nó chuyển theo nước biển vậy, đâu có khó khăn gì mà không khó chịu, cảm giác không khó chịu. Không khó chịu, cái cảm giác là dễ chịu. Và nếu cảm giác vậy chỉ chuyển một chút thôi, bây giờ chỗ này không, chỉ là cảm giác không khó chịu thôi, rồi cho đó câu hỏi giải thích như thế nào. Vậy, sự nhớ lại của thầy, của sư, à, trong sách giờ có quy đọc. Trường hợp là gì? Chút tâm này bụng cảm thấy lắc, hành giả niệm lắc, chuyển động, cảm thấy chuyển động. Và trường hợp nó không hết làm sao? Ngài nói tìm cái vách tường, ngồi cái vách tường, hai giữa vách tường đây. Quý vị khi mà bị động như vậy, quý vị khơi tàu, bỏ neo xuống, không có chạy đi nữa, không có bác, để mà yên đó thôi. Thầy có nói nhờ vách tường, giống như cột á, bỏ neo cột rồi vào vách tường, vừa đó rồi theo dõi phòng, theo dõi xa, theo dõi phòng xa. Đây là kỳ thuật đó. Đêm này nếu quý vị bị lắc nhiều, niệm lắc, con niệm thường thấy nó mất. Bây giờ liệu lắc còn không mất làm sao? Bây giờ câu hỏi thì nhớ đây kỳ thầy có ngài thanh sư ngồi kế vách tường nhá, rồi giữa đó rồi tiếp tục niệm, giống như tàu vậy nè, không chạy đi nữa, rồi tìm cái chỗ bỏ neo xuống rồi yên. Đây là câu hỏi của vị hành giả. Hay đây gọi là sự thu thúc của chúng ta, bao nhiêu đó là thu thúc không? Một bài học nó liên quan tâm. Thầy mà nên ra lâu lâu ngài nhắc câu kệ đó, đọc câu kệ đó sư nhớ, nhớ câu kệ ở trong kinh Pháp Cú nó số 252, tùy theo tay dịch ở trong đoạn nào không biết, vì sẽ tìm thấy có cái câu hỏi Pháp Cú kinh này về thu thúc, năm thu thúc như vậy. Trong từ thiền vẫn tiếp tục, hành giả vẫn tiếp tục có chương trình ngồi và có chương trình đi, một vị thiền sinh có cảm giác như vậy, nhớ câu viện đó làm thế nào
nhớ, khi xảy ra quyền niệm chuyển động lắc lắc, nếu quý vị chỉ ghi nhận lắc lắc à, không suy nghĩ này nè, thì quý vị niệm cái chánh niệm nó thăng bằng cho quý vị, thăng bằng quý vị. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng ta tại Đức Thế Tôn, chúng ta hỏi Ngài, nhưng Ngài đã nhập việc rồi ở hoàng trọng. Trước khi nhập nước bàn, hỏi các vị thực khu còn vài nghi thắc mắc gì không? Không, có vị nào trả lời, Đức Phật vẫn nhắc này các con, không quên, bây giờ quên là chết, nên là không quên. À, Đàng Đà Bà Trí Tốt con một điều, con muốn hỏi Ngài, Ngài để lại một việc nào để thay thế cho Ngài hướng dẫn chúng con? Này A Nan Đa, đừng nghĩ như vậy, đừng hỏi như vậy. Pháp luật mình lại thuyết trong 45, đó là thầy của các con. Pháp luật, luật là gì? Mới vừa đọc là hồi nãy, không sát sanh, không trộm cắp, nghe là cách ly rồi. Tại vì thế xả ly pháp gì? Pháp tìm ra pháp cho nó. Ôi lực, Đức Phật nói lực, lực chỗ nào? Lực nhớ lại như này, đây là con đường đồng nhất, con đường duy nhất, à, đưa tới sự thanh tịnh cho chúng sanh, rồi cuối cùng diệt trừ sở hữu sở não, rồi cuối cùng Đức Phật dạy bốn điều mà chúng ta đang thực tập, đang sống. Đức Phật nói các con đừng có quên, quên là chết, như các con phải sống, không quên thân, không quên cảm giác, không quên tâm, không quên pháp, tất cả không quên như vậy con phải tinh tấn, chánh niệm, chánh bây giờ chánh tấn nó trội, nó hành giả trên trội như thấy quý vị chánh niệm thôi, chánh tấn chánh niệm chánh định. Như vậy khi mà chánh niệm này quý vị niệm sati sampajñā ở vàng trầm, sati là chánh niệm, sampajñā là tỉnh thức. Một người ngẫu hả thực mạnh vậy, và nằm mơ thức dậy, chánh niệm là sao mò nhắc kêu mạnh kêu yếu gì, nhắc rồi nó lợi thầy của mình. Đức Phật dạy thầy của mình lực, năm lực là thầy của mình thôi, mà mình đang sống với thầy của mình nhắc mình pháp lực là thầy, sati là pháp nè, pháp lực đã có rồi, pháp lực luôn luôn thầy cầu nguyện cho thầy. Rồi thầy nói vậy đó, niệm nếu mà đức tin nhiều niệm, bây giờ nó lực nhiều anh niệm lắc có niệm tỉnh nhà nó, rồi bắt đầu khi niệm lắc nó, cái tâm nó bỏ cái chú tâm này bận phồng xẹp. Khi mà chú tâm này mạnh bắt đầu nó bơm, nó gió nó bắt đầu nó lắc. Thế bây giờ niệm lắc đưa cảm giác một cái lắc như thế nào? Ôi lắc. Khi mà niệm lắc rồi là cả toàn thân lắc, bắt đầu nó thăng bằng, nó quên mình bằng niệm. Như vậy trong đâu đó niệm cả toàn thân, không phải bụng, cơ bụng và lắc, không phải hơi hợt, bỏ bụng niệm một cây đạn tấn của gió hết thảy, hết bụng hết thân rồi dắt chuyển động lắc, bắt đầu nó thăng bằng, nó quân bình này. Như vậy chúng ta mới tập thiền, mà nếu không có thầy chúng ta không có nên thay thầy mình đó, ngỗ lực đó là luôn luôn có mặt của chánh niệm, đừng quên là chết, không quên rồi nhắc hàng điểm, quên là chết rồi làm sao quên, ngỗ lực nhắc à, chánh niệm nhắc à, thân như vậy đó, thân ngồi, thân đứng, thân đi, bốn vai nghe, thân chuyển động, thân nến, thân lành, rồi cảm giác như vậy đó, cảm giác nó rồi nhạc hơi sự tỉnh, cái đêm ngày là sự tỉnh thức, nhà sự tỉnh thức, làm sao có sự tỉnh thức này, chánh niệm
làm sao có chân đẹp, có chân thanh tịnh, làm sao có chân thanh. Ngược lại phải có giới, thân trong sạch, lời nói trong sạch, nhờ trong sạch, vậy đó tâm ở trong hiện tại, tâm để trong thân, chú tâm, tâm không biết ở đâu, chú nó hướng nó trở về hiện tại, và hướng được là biết hiện tại, chú tầm tay trước nhất mà nổ cục bằng khả mà thầm mà sẽ giải thích thêm. Chú tâm này bỗng, chú tâm này bỗng, tâm này bỗng, chánh niệm liền, này, chánh niệm liền, hay có mình, chánh niệm tới, tâm vương tâm sợ, này tâm sợ, sanh một lượt cho tâm vương, diệt một lượt cho tâm vương, một đối tượng, một căn cho tâm vương, đó là tâm sợ. Như vậy khi tâm sợ tới 52 tâm sợ, hồi nào, ôi biết bao nhiêu tâm suy nghĩ, đối chuyện mình đâu có biết. Rồi bây giờ khai vô Phật khám phá ra tâm tâm sợ là con đường giải thoát. Rồi chạy theo thứ tự, thật là đẹp. Này, Atikalena, đẹp đoạn đầu. Maitrekalena, đẹp chính giữa. Padiyasana, đẹp cuối cùng. Đẹp đầu tiên. Ôi, thân đẹp, lời nói đẹp, không làm ác. Đẹp giữa như thế nào? Thiền pháp nào chưa có? Thiền pháp gìn giữ, gìn giữ. Thiền pháp gì? Có định tâm chưa có? Không có chánh niệm, có chánh niệm định tâm, hướng tâm rồi. Thấy tâm đang sống, quy tụ khu sống, sống quán thân trên thần. Ở trên hơi thở, nó vô sống, nó ra sống, nó vô sống, nó ra sống, thân hành. Và tiếp tục như vậy. Này, vì thầy nếu thân như vậy, đối tượng thọ cũng như vậy, và tâm cũng vậy, là pháp cũng vậy, chấy ba chánh niệm này, làm việc tích cực ở trong giữa. Giới đoạn đầu, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng đoạn đầu đẹp rồi, định ở chính giữa. Thì định ở chính giữa, sức mạnh của định giữ được cái giới được trong sạch, người giữ được giới nó phát sinh trí tuệ lên. Đây là cái đoạn giữa mà chúng ta phải làm. Và khi chúng ta có một cái nghị lực như vậy, mới trao dồi tâm chúng ta được trong sạch. Trao dồi bằng cách nào? Nó không có hình ảnh, bằng cách thấy, bằng thấy, thấy cái này, thấy gì, cũng dễ thấy, đang thấy đó. Thân mất rồi, nhìn lại thân chỉ một chuyển động. Một hành giả giải thích ngồi 30 phút, thấy một chuyển động, chuyển động sai, đâu có sai, gió. Chúng giờ chuyển động mạnh quá, vậy đó. Ở đời, ở thế gian, thanh vân đó, thì gió vô thường mình đâu có biết được. Gió vô thường, vì vậy đại khái tượng nó đo từ ngày, và một ngày mấy lần vậy, nó 3-4 lần, lạc lạc nó phát, nó phát sanh, nó phát báo cáo. Gió như thế tại sao? Vì mấy người đi biển, biết bao nhiêu tàu bè liên quan với nhà nước, liên quan người ta sống ở biển, phải báo tin, vài tiếng họ báo tin vào, có chuyện gì được thấy về bảo rồi đó. Nói như vậy đó. Đây, có bây giờ mình đó, gió bảo lại chuyện động, bây giờ hành giả ngồi thiền, giờ tầm, này giờ tầm, thiền. Đấy, thay chúng ta đang tập, tập thân thì thân nó mạnh, và tập tâm là tâm để thăng bằng. Thăng bằng trong cách nào? Rồi sẽ giải thích nếm thôi. Bây giờ quý vị mới bắt đầu biết, thì kỹ thuật nó chưa thuộc lắm, thầy sẽ mới giải thích với thầy, nhắc sẽ thầy nói để không làm gì được, đảo đi tìm dắt tường ngồi kế đó. Rồi sao? Tập lần lần thăng bằng. Rồi này, cái gì cũng gì tập, phải nương một cái gì đó, rồi tập. Cái đó là tập đúng, hành giả ra tập đúng, cảm giác như vậy đúng, theo dõi thở thấy chuyển động mạnh đúng. Nhưng đúng, nếu mà dính mắc cái đó rồi thôi, một cái gì
Ôi nhẹm đây, quý vị có cái giờ sanh rồi giờ hành giả giải thích rằng như thế nào? Con lắp nhưng tâm con không cảm giác khó chịu, nó có khó chịu. Ngồi nó giống như đóng đinh, nó khó chịu. Lắc qua lắc vì vậy người ta mấy đứa nhỏ người ta thích đi tắm biển, nó dễ chịu lắm. Nhảy xuống biển gió thôi, nói chuyện qua kéo chuyện qua, ôi chuyện động này. Nhưng người ta biết lỗi không chèm, không chèm. Ai biết lỗi đấy? Trên gió, cho nên quý vị khúc bán thân trên thân, như vậy phải trên gió no, nó phải no nói vậy. Mình đâu có trôi thì đó rồi. Mà nói thích thích thầy thấy ông đứa nhỏ vậy thôi, một tiếng là khổ. Cứ thích thầy tắm, người ta tắm biển vì tắm gió, tắm hơi rồi chấp nhận thôi. Hồi nào đây giờ tôi ngồi khói trẻ thôi thôi chấp nhận, phải biết chấp nhận, không làm chấp nhận xong một đấy rồi tập nữa. Cho đến là khi trên gió rồi nó mới vẫn khỏe thăng bằng xả ly. Về cái mới là xả ly không phải là cát ly. Xả ly ôi có một thái nó thăng bằng quân bình, ngồi trên máy bay rồi ôi nó nói thôi rồi rung một cái chuông tắt hết rồi bắt đầu nằm nghỉ thăng bằng quân, không suy nghĩ quá khứ bỏ chưa tới, tương lai chưa tới, nằm trên bãi rồi tự động là tôi thôi. Làm sao làm được? Người biết hành giả tập như vậy mới đi máy bay nó khỏe bằng không vẫn căng thẳng. Máy bay sao nó bay lâu quá vậy trời đất ơi, một tiếng đồng hồ tới 600 phút à, còn cầm lên tôi được còn biết thế nào. Khi đi cởi ta đo trái đất nè, hay sẽ cần nhỏ đọc một tài liệu. Từ chỗ sư ngồi mà sư đi tới hướng đông, đi tới 10 năm giáp chỗ này mà đi Việt Nam, họ thâu còn có 24 tiếng hồn còn complete. Hay rồi rồi, ai trời không vừa ý người, mưa quá. Người đó, tại sao không có mưa, tôi làm ruộng không mưa, ngồi đi làm ăn business, mưa quá tôi đi không được. Rồi rồi, trời ơi, trời cứ kêu trời ơi, trời nhức đầu. Có lẽ trời cao hơn cái nhức đầu, trời thấp thấp nhức đầu quá. Đây, vì mình than nhiều quá, cái gì cũng treo trời tại sao, mẹ tôi mất rồi, cha tôi mất, chạy kêu ngại thôi, ngài giải quyết cho tôi, chư thiên người trên hay không, kêu trời. Này, chúng ta còn ai nữa, kêu trời, kêu Phật. Rồi Đức Phật, nhà ngươi nó còn gì nữa, tại vì họ cho dừng hết rồi, kêu nhà ngươi đi, mới kêu thần ơi, phòng à, xếp à, vậy đó. Thôi con người hành giả nói, ông này sao giải thiền sai, thế vậy xíu phong xếp, mồ Phật. Nha, đừng dội bỏ, đừng có tin Đức Phật dạy, Đức Phật đừng có tin ngay, mà đừng có bỏ, đem lời thực tập. Ngài đâu có nói là bụng ơi, bụng ơi, bụng ơi đó. Khi chú tâm nói bụng, Ngài nói phần ơi xẹp, phần xẹp cũng là độc té nữa. Thánh đá ca tài mới đi xuyên thấu, đi sâu trong đó, cảm giác cái này. Thần, Ngài nói đặc tánh, đi tới đặc tánh rồi đó, mới đi tới tài, đi đài, thủy đài, qua đài, phong đại, gió là phong đại cho nên, coi, thế mới dạy thế tuyên này, đại khí thường tuyên bố một ngày mấy lần gió là chuyển động, như vậy khi mà chú tâm gió, khoa học nó không thấy được tâm, nó lấy máy đo, mà mình thấy tâm, Đức Phật nói, mình phải đo, cái gì đo được, chánh niệm đo, nhắc, vì chánh niệm nhắc, đấy, đó là Phật. Ôi, Đức Phật dạy cha mẹ, Phật thức tâm, Phật ở đâu, Phật thức tâm, tập, ôi, thấy lạ, tại, ôi, xả ly, cái nghĩa của xả ly, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có Pháp, hiện tại Đức Phật Pháp, thân là Pháp, tâm là Pháp, danh Pháp, sắc Pháp, đất này do hai biết một cặp này gọi là danh pháp sắc pháp. Ôi danh pháp sắc pháp
để hiểu được danh pháp một tập Đức Phật dạy cách ly ôi xả ly bây giờ không biết nói gì đó, nó bây giờ thôi. Khi mà dùng coi tính năm rồi tính tháng tính ngày tính giờ tới giây, chứ bây giờ coi dùm cái giây dùm cho tôi, bây giờ ông nói bây giờ rồi sống mà không quên và không quên, không biết chừng nào mình không quên thật. Thấy bây giờ mình tập không quên, nếu không quên là không chết, làm sao không quên? Chánh niệm là tỉnh thức. Hay tỉnh thức là cái gì? Chánh kiến. Từ tỉnh thức nghĩa là suy nghĩ đúng, chánh kiến đổi một cuộc đời là cái gì? Đổi cuộc đời trả lời trở thành giới, trở thành định, trở thành huệ. Mà nói giới định huệ là gì? Ôi con đường đi, và nếu nói rộng đếm hết thì có tám: chánh kiến, chánh tư duy, huệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giới, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định định. Rồi gom lại giới định đang tu tam học giới định huệ. Thế lại chúng ta đổi cuộc đời của mình từ tục đế, đời sống tục đế, đổi thành chân đế. Chân đế là thật, thật cuối cùng có trong cái thật, nó thật của cái đau khổ và thật cái không đau khổ. Và thấy thật nguyên nhân của đau khổ, thấy thật nguyên nhân của sự an vui. Thật hết à? Thật. Bây giờ hai sự thật đầu tiên, già, sanh già đời chết, khổ thật ở trong chúng ta, ở trong ngộ quẩn. Nguyên nhân của cái khổ tham ở trong tâm của chúng ta, ôi đang nghiệm tham dẫn đi đầu thai, dẫn đi thai, dẫn đi sân đánh quên chết. Một cuộc đời của chúng ta không bắt đầu, Đức Phật đời đừng có tìm, quá khứ đừng truy tìm. Nghĩa là không có bao ngày có hồi nào, giây này có hồi nào, giờ có hồi nào, ngày tháng năm có hồi nào, mặt trời mặt trăng có hồi nào, hư không có hồi nào. Ai trả lời? Đức Phật đừng hỏi, vì không biết buông sự thật đó là đau khổ. Nói ngăn gọn cho chúng ta thấy bốn sự thật đó là giải thoát ở chính giữa. Đừng có tìm cái, nó không có lợi ích gì hết. Tìm chưa ra chết mất rồi. Vậy con rồi phải trả của đổi cuộc đời của mình từ không biết của mình bắt đầu biết như thế nào. Biết con đang ngồi, biết con đang đi, biết con đang đứng, biết con đang nằm, biết con đang sống với hơi thở bây giờ. Cái biết là cái trí tuệ. Cái biết trí tuệ coi lại đang đổi cuộc đời của mình từ tục đế trở thành chân đế. Ai đổi được? Mình đổi được. Đức Phật đổi cho mình không? Đức Phật dạy, đã giao cho mình rồi. Và thầy ở trong mình. Thấy ai thấy pháp là thấy Phật. Thấy pháp nha. Bây giờ các vị tiền bối, Phật thức tâm con ơi, thức ôi Phật thức tâm, ngài không có tham sân si, con mới vừa bắt đầu biết cách ly, mới xả nè, biết cách bỏ chút, nó thoải mái, con thấy con không buồn, không lo, không phải là ngủ. Ôi ngủ, nó có một sức mạnh riêng của nó, sức mạnh thân không à. Ngủ rồi thức dậy, nhờ cái thân thức dậy, tâm trở lại có một ngày lễ, nó sống trong ngày đó. Ngộ không mà biết không? Và không biết đâu, không biết gì hết à. Không biết, mắt trở lại thức dậy, nó khỏe. Ôi tôi ngủ khỏe lắm. Ôi ngủ khỏe như thế nào anh?
bắt đầu nãy ngày hey, tôi không nằm chiêm bao thấy gì hết, không mộng 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 mị sắp xa, không mộng mị không biết gì thức gì nó khỏe, mất giấc ngủ một giấc ngủ khỏe, không biết gì hết khỏe, ngồi thiền bỏ quá khứ và tương lai không tiên tôi, hiện tại trên đó không suy nghĩ, nhưng bây giờ không có suy nghĩ, mày chạy biết không suy nghĩ, không mộng mị sâu xa, không vọng, không truy tìm, không quan trọng, đó lại có một trạng thái của tâm định, một sát na định, cái này một sức mạnh của tâm, thầy muốn đặt tên nó sao đặt mà, lúc khi người ta nói là thượng đế, được, không phải là thượng đế, thánh đại giáo nó nói phạm thiên, được, phạm thiên, là ai nói tên Phật Phật, nói Phật thức tâm, Phật đó thờ đó đó, nó các ngài nó Phật thức tâm, một đặt tên sao đặt, vì các vị nó tốt lắm, các vị là thờ tâm, thầy tâm của mình mà, tin tưởng mà đặt tên, hey, cha mẹ cho tôi, cho tốt, tốt, cha mẹ của mình, cho mình tốt, đúng rồi, cha mẹ là Phật Đức Phật, cha mẹ là thầy, cha mẹ là bậc thân trong gia đình, rồi, mình có hai đạo, đạo thần bà, Đức Phật đâu bác bỏ, nè, không có bác bỏ, Đức Phật còn có cho giá trị thiên cao nữa. Đức Phật là vị phạm thiên, cha mẹ là một vị thầy đầu tiên dạy con từ 1, 2, 3, 4, biết nói, biết cười, biết đi, mới cho trường thầy đầu tiên, chú thiên đầu tiên, phạm thiên đầu tiên, đầu tiên đầu tiên hết. Đức Phật, ai cũng dường Đức Phật, thầy cũng dường cha mẹ, vì cũng là bậc thánh nhân. Ai là như vậy, cho giá trị rất là cao. Vậy khi hành giả hành, tất cả mà quý vị gặp tốt xấu, tất cả là pháp hết rồi, ghi nhận, chấp nhận, chấp nhận, ghi nhận, trên đường đổi cuộc đời của mình, từ phàm, từ tham sân si ai hồi nó đổi thành giới định huệ. Thánh mới gọi là hành đạo. Mình đi trên giờ tam học, đang học tam học, nguyện như vậy, thầy tin tưởng là vị sẽ có một sự tiến bộ. Đây không phải là xấu cái, nhưng rút không có dính mắt. Này, làm giả này, tôi không khó chịu, không khó chịu là tốt rồi, nhưng tâm thăng bằng nữa, như vẫn còn lắc, lắc không khó chịu. Nhưng làm sao tôi khắc được cái câu hỏi, giải thích làm sao tôi khắc được. Thì chạy nói, quyền niệm đi, niệm là số màu, rồi niệm, nếu mà chịu đựng lắc, vẫn niệm, không có quên cái niệm, nhưng để y lắc hết quả đó, đừng chú tâm này bằng mà ai, lắc hả, lắc hả, khi vì nãy lắc cả toàn thân nó tỉnh thức hết, chánh niệm là tỉnh thức à, chánh niệm là khi mà tỉnh thức nó tỉnh một cái, quý vị thấy thăng bằng, đó, ngồi biết ngồi, đào, các ngài nói ngồi đụng vậy đó, ngồi đụng như nó đang ngồi, đưa thân thẳng, đụng, mầm đụng, như vậy giống như mình, tạo ra nó đóng nèo rồi rồi, ngồi đụng, nó bắt ra thăng bằng rồi, nếu mà người theo gió thì gió nhẹ, mà cứ thăng bằng rồi, trở lại với sát na định, trời hơi thở, hơi thở là đối tượng đầu tiên, cái gì rồi đối tượng thì nhảy rồi, đối tượng thứ nhất là hơi thở, trở lại thở, và nếu có đối tượng như vậy, đây cái lắc là đối tượng nhảy, vì theo dõi lắc rồi không quên đôi qua đôi lại, đừng có quên bỏ neo, hay dạy là ngồi đụng, và nếu vẫn lắc cái khẩn dựa đó, tao nó chìm đi, bỏ neo đậu đi kìm bờ đạo, không chạy đi nữa, kìm giáp tường, khi giáp tường yên rồi bắt đầu cũng theo dõi phòng xem. Thì bây giờ tới giờ cũng dùng cách hành thiền, còn 10 phút mời quý vị trả lời với phương pháp thiền đổi cuộc đời của mình, từ cuộc đời bình thường, cuộc đời tục đế, mong đặt tên sau đổi trở lại là thành chân đế, thấy bản chất đặc tánh của thân, thấy bản chất đặc tánh của tâm, và quý vị hành đừng có quên
vì hành nhân bây giờ thấy thì có ba đặc tánh nó ra là nó vô thường tướng. Là như vậy vô thường, nếu bây giờ ngồi như vậy cái gì đâu có thấy gì thay, mà con giả tôi thấy cái chuyển động mới gọi là cái nghĩa của nó là vô thường, nó thay đổi. Và thay đổi như vậy nó cảm thấy một cái khổ mà bây giờ hành giả không cảm thấy khổ, thay không khổ thì nó bình thường nó vui, nhưng mà kẹp xả ly bạc lần lần tâm như vậy, nhưng mà thân nó thân thấy thấy tâm không cải, thấy khó trẻ đây nè. Thế thì quý vị tiếp tục ngồi thiền, nhớ công thức đã giải thích rồi. Thứ nhất quý vị niệm ngồi động, ngồi thẳng liền, nói ngồi quý vị nhớ đưa thân thẳng rồi động, là việc biết cách động rồi đó, bàn tọa đã động, ngồi động, chân đầu gối động, mắt cá động, rồi ngồi nữa, ngồi động, hoặc lắc qua vừa dắt tiền tiếp tục. Mời quý vị cúng dường Đức Phật bằng cách hành đạo, mời Phúc. Cái tư tâm hơi thở ghi nhận, nếu thở mạnh cũng gì ghi nhận, thở mạnh là thở mạnh vừa phải ghi nhận, bằng không vì theo mạnh mạnh theo dõi giờ trở thành động mà vừa phải ghi. Nếu thở yếu vì việc thở yếu, thở mạnh việc thở mạnh nữa, rồi theo dõi từ bắt đầu của sự chuyển động và tới chấm dứt của sự bụng mất rồi, nhớ chú tâm này bụng tục đế, mà khi chú tâm này bụng rồi chánh niệm tới liền đời chánh niệm, khi mà chánh niệm tới chánh niệm đi cùng với tâm, sanh một lượt diệt một lượt, thay chánh niệm là ánh sáng tỉnh thức trong lúc lúc không có mặt của tam độc, không có tham sân si. Chúng ta đổi cuộc đời của mình trong lúc bây giờ từ tham sân si với đổi thầy không có tham sân si bằng cách giới định vệ. Khi suy nghĩ tới ghi nhận điều suy nghĩ bất cứ suy nghĩ sâu, suy nghĩ niệm rồi đó là đôi thứ tiên nhầy niệm tâm, rồi trở lại niệm thân, sự chuyển động ghi nhận di động cảm giác căng cứng, căng di động rung nơi bụng, bụng mất nhân có cảm giác căng, cảm giác di động, cảm giác rung và ghi nhận. Là đặc bản đặc tính của gió, gió là đặc tên tục nhân căng di động rung
đó là đặc tính gọi là sắc pháp. Đặc tính của gió, vòng tới ghi nhận liền, suy nghĩ xa lì đi rồi trở về với hiện tại. Avato sampamangalam, avato sampamangalam, avato sampamangalam. Sampu sampu.
xa nơi yên hàng ngày, nhớ nơi đàn ta xưa nay, những nơi địa thân nơi cây bồ đề. Chúng con xin hỏi hợp về, sẽ dùng phá thi tiến về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng. Bây giờ là chương trình là chúng ta nói là ngồi thiền, nhưng mà chương chính là bây giờ mình có thể 30 phút đi thực hành, sau đó 30 phút trở lại hành thiền. Đó là bây giờ bà sư, bây giờ thì sư sẽ dịch ra tiếng Anh, những vị mà muốn nghe có thể ở lại, những vị không cần nghe thì chúng ta có thể đi thực hành 30 phút, sau đó chúng ta trở về 30 phút ngồi thiền. Now we will do the translation of the Sero Dhamma discussion this morning. Sero said that one day of practice has gone by. One day of practice to offer to the Triple Jam on this Vesak occasion to commemorate the day that the Bodhisattva was born, the day that the Buddha became enlightened, and also the day that the Buddha entered Nirvana. With this practice, we are trying to keep our morality, sila. We have tried to have the purity of mind, samadhi,
and we try to have wisdom, banya. This is the path that we are walking on to gain enlightenment. This is the same path that the Buddha walked, and we are walking on the same path to get to enlightenment. After a day of practice, yogi may feel different experience. Some are new to the practice. The intention for all is the same, that we are all here to practice with the intention that with this practice we can offer to the Chitta Jam. The practice are different because our parami are different. The parami is what we have done in the past, the merit that we have done in the past are different. Some may have strong parami, some may are still developing parami. So sometimes we may face difficulty in our practice. Sometimes we may feel that the practice is going well. In any how, the idea is that we practice sincerely, with wholeheartedly. However, to get to really get to the goal, we practice mindfulness sincerely and wholeheartedly, all of us. There is a question for one of the yogi. There's a problem with the practice, and the yogi would like to ask Sarah. This is from a yogi from California. The yogi said that, you say it all, when I sit down, I feel that my body shakes, my body lean back and forth, just swaying. My body swaying back and forth. At that time, I did not feel sleepy. I did not feel uncomfortable. But I wonder how can I overcome this swaying of the body. And the sadhu said that to stop answering the question, sadhu go back to the time of the Buddha, 2,584 years ago. There were five monks who had difficulties in their practice, and they came. The five monks, the five bhikkhus came and asked the Buddha for his advice. One bhikkhu said that he tried to restrain his eye, what he's seeing, and he said that that's very difficult to restrain his eye, his seeing consciousness. One bhikkhu said that he observed the hearing consciousness, the hearing, the sound at his ear, and he felt it very difficult to restrain, to observe the sound when it arises. The other is the nose, the smelling, the tasting, the touching. So each of the monks said that it's very difficult for him to observe, to restrain. So in a way, when the yogi has a problem with the body swaying, that is when he observes, he feels uncomfortable, or he feels the object of swaying arise, and he doesn't know how to observe. He see that before he practiced, his body was not swaying. But when he practiced meditation, then the swaying arise. So the main thing is that we have to observe. The Buddha said that when the five monks report the problem to the Buddha answered that it is very good to observe the eye, the seeing consciousness. It is very good to observe the ear, the hearing consciousness. It is very good to observe the nose, the smelling, the touch, the tasting, the touching. It is very good to observe your speech. Whenever we talk, we restrain from unwholesome speech. It is very good to observe our mind. Whatever the thought arises, good thought, bad thought, we need to be able to observe, be mindful. And when we observe the mind and observe everything, then we really become enlightened. We are free. We are pure bodily and mind and mentally. And so the Buddha said that we need to be able to, with close observation of all our six sense door,
especially the mind flow. And when we observe, not that we close up, it's just that we don't attach to whatever arising. What we see, just not try not to attach to the seeing. Try not to fight against it. Just be with it and to see that nature, so that we see how they arise and they disappear, so that we understand the nature, we have no longer attachment to them. Without attachment, then we are free from them. And to do that, we need the effort. We need effort, we need mindfulness to gain concentration. Every moment that we are practicing, these three factors are always there. That's all we need to be effort, to be mindful all the time. And then when we are mindful, then concentration begins, momentary concentration every moment, and then it becomes strong when it keeps going one after another. Sato said a little bit about the concentration. When this concentration is good, then sometimes you feel joy, the joys arise, piti joys. Sometimes you feel like there is little vibration within the body. Or sometimes we feel like there is, you can see light, the light like a lightning, flashing. So it's a quick moment of joy with the mind being concentrated. Sometimes you feel with a strong concentration, you feel like you are on the wave, the ocean waves. How you ride, how we usually ride the ocean wave, and we enjoy that. So the mind is like that. It's like it's floating on the ocean wave. The main thing is, whatever the state of the mind, good or bad, try to observe them and don't attach to it and don't detach from it. And the main thing is knowing, so that at that moment that we are noting, there is no greed, there's no hatred, and there's no delusion, there's knowing happening at that time. So it's important that we try to restrain our mind. When we observe, when we focus on the atom, to observe the rising and falling movement, that is our primary object. But then we will be aware of the swaying of the body, the movement of the whole body, then just note them, try to note them first. If you see that the swaying of the body continue, even though you note them, then one of the solutions that Maharshi Sayadaw taught is that the yogi can sit leaning against the wall. When you sit and lean against the wall, then you have something to lean on as your anchor. And then you can just start noting the rise and fall movement from there. Just like when we go on a boat, when a boat goes outside, there's a lot of waves or wind, then we need to anchor. You have to throw down the anchor, and so that the boat will not be swaying. So in the same way, that is one way that we can overcome the swaying. But first of all, we need to note that whatever is swaying, with the motion, whatever it is, note it first. If it doesn't help with the noting, then we try to lean against the wall and then continue to note to really see how the nature of it. Tisaro said that when we practice mindfulness, it helps us to gain balance. Mindfulness allows us to gain balance in the body and the balance of the mind. Before entering Nibbana, the Buddha has the last advice for his disciple, that try to practice diligently mindfulness. Try not to forgetful. Try always to remembering. Try always to be mindful. Apamade nap sambade cha. Try not to be forgetting. Because Saro said that when we forget, that means we are not living. When we remember, that means we are living. So if we are remembering the present moment, then we are really living at the present moment.
And if we continue to remember every moment, then we continue to live every moment. At one time, the Venerable Ananda, who was the Buddha's attendant, asked that when the Buddha enters Nirvana, pass away, who will inherit the Buddha? Who will be the next one to take care of everyone else? The Buddha said that with everything that the Buddha knows, or the Buddha has taught his disciple, and now that the Buddha is passing away, the practice and the discipline that the Buddha taught to the disciple, that will be their teachers. So the teacher that we have here now is not the Buddha. The Buddha has entered Nirvana. But what the Buddha left for us are the Dhamma. The Dhamma is the practice, like the practice of the four foundations of mindfulness. And then also the Vinaya. Vinaya is the precept, the morality. Like when we take the five precepts, the eight precepts, that is the discipline. So these two, the practice and the discipline, if we follow them, then they will be our teachers. And also, the Buddha said not to forget to practice the four foundations of mindfulness with effort, with mindfulness, and with concentration. So the practice of four foundations of mindfulness is very essential to our spiritual practice. Again, the sutra said that with the noting, with being mindful, then we can feel that the body is very balanced, and we feel that the mind is also very balanced. And then we can see that the whole body, not just the rising and falling movement. When we know the rising and falling movement, right, with mindfulness, then we can also begin to feel that the whole body is very balanced. Sometimes you can see that body disappeared, only the movement remained. And when you know the movement, you feel that the movement itself is very restrained. And you can see them, and then you can see the balance of the mind and the body at that time. What we see with the movement of the rising and falling within our body is the nature of the wind. The nature of the wind within our body, that is all, nothing else. So it was important to know that, to see their nature, how they arise, how they disappear. And whatever arise in the body, such as rising and falling movement, are to be observed at the present moment. When they arise at the present moment, whatever arise in the feeling, whatever feeling arise at the present moment, they are to be observed. Whatever arises in the consciousness at the present moment, whatever state of the mind, good, bad, happy, joy, or sadness, are to be noted. And then because we're noting them, and we see their nature, and we gain wisdom. In the practice that we are doing, the Eightfold Noble Path, first, to gain wisdom, we need concentration. To gain concentration, we need sati, which is mindfulness. To have sati, we need effort to be mindful. Without effort, then we don't have the strong mindfulness. And then to have effort, we need the morality. We need to restrain our bodily and verbal speech. And to have morality, we have the faith. But the faith in Buddha, the Triple Gem, then from there we practice morality, concentration, and wisdom. When we practice, then we see the good in the beginning, the good in the middle, and the good in the end. The good in the middle is that we keep our morality. That is the good in the middle, in the beginning, because our body and speech is restrained, so we don't do good, and we don't do bad things. We don't create bad karma. So that's good at the beginning. The good in the middle is when our mind is focused with concentration. So at that time, we have effort, mindfulness, and concentration. So that's good in the middle. And the good at the end
about practice is when we gain wisdom, stage by stage, until we get to the end, until we get to the goal of enlightenment. Within this practice, we can see that mindfulness is in the middle. Mindfulness is in the middle of the Eightfold Noble Practice, and because of mindfulness, that it helps us to balance, gain balance as we continue to practice on all these eight factors. So the key to mindfulness is also maintain balance in our practice, in our lives. When we observe the object with concentration, then sometimes we see that the body disappears. At that moment, only the movement itself, no body, just the movement, just keep having, just arising and disappearing. And the Sadhu said again that when we practice mindfulness, then it allows a mind to be strong and balanced. So a mind will not be sick, because with mindfulness, we will be strong, we will be well, healthy. We don't get affected by the defilement, by the virus inside our mind, such as greed, anger, delusion, conceited, wrong view, etc. And it is strong, and it is also balanced. There will not be too much effort, nor there will be too much concentration. They are both balanced. And then the faith also balanced with the wisdom. There won't be any blind faith, because it will be balanced with the wisdom. So when the yogi felt the swaying of the body, he should not be worried what he should do. It's just noting that. Just like when we play on the wave, on the ocean wave, sometimes we play on the wave, we really enjoy that. But here, in the same way, we are observing the mind, the body's way, but the only difference is that we are not attached to it. We should not be attached, nor should we be detached from it. The only thing we should do is just observe them to see how they arise and disappear, and to see to see their nature. And when we practice, then our mind will be able to let go. We won't be attached to anything, because we see the nature of everything arise and disappear, impermanent, suffering, non-self. We don't see ourselves when everything happening. So it's we will be able to let go. And it's just like when we go on an airplane and on a smooth ride, when everything is smooth, really that moment of smooth ride on an airplane, when nothing, everything is just smooth. So practice meditation, when everything becomes smooth, we can observe everything, then we can feel very peaceful and joy. And because of that, then when we travel, we don't feel upset. Because with mindfulness, the Sadhu said that when we practice mindfulness, then we won't get upset when we travel. Because without mindfulness, sometimes we feel turbulence. We feel waiting in the air, in the airport for a long time. We feel upset because of traffic. But with mindfulness, then wherever we travel, we feel at ease. We feel contented and not upset. The Sadhu said that the Buddha has given us this medicine, this practice. This is his the Dharma. But the Buddha also said that don't believe in him. Don't believe in the Buddha. Not believe in his word. Just try it yourself. By trying yourself, you will see it as it is, and then you can believe. So when we observing the rising and falling movement, just try it, and then everything else, try not to just to see that nature, and not because what the Sayadaw said, but because you really see the nature. You observe and you see how they are changing, how they arise and how they disappear. And by that, then we can really let go
one of the nature of letting go here is we understand the past has gone. The past, we cannot do much about the past. It has gone. The future has not arrived. The next moment has not arrived, so we cannot do anything much about the future. But what we can do is right now, in the present moment. So be mindful of the present moment, and we can be able to do the right thing in the present moment. To say the right thing, to do the right thing, and to think about the right things. And with the mindfulness, then we practice not to forget. Because forgetting is not living, it's dying. So when we don't forget, that means that we are living every moment. And Tusharo again mentioned about the Eightfold Noble Path. In essence, the Eightfold Noble Path is the three practices. The three practices are morality, concentration, and wisdom. So whenever we practice those three, when we have morality, when we have concentration, when we have wisdom, then we are on the right path. And when we observe the object, we see that at the beginning, there is concept. Like beginning, there's the rising, we call it rising movement. There's the falling, we call it falling movement. That's just a concept, that's the naming. But then after that, we begin to see the nature, how within the rising movement, we may see vibration, lightness, tensions, hardness, softness, hot and cold. Those are the reality. So we become to see the reality, and then with the reality, then we see that they arise and they disappear quickly. That means that we begin to see the truth. Practicing inside meditation allows us to see the Four Noble Truths, the truth of suffering, that everything arises and disappears. We are born, we will become old, sick, and then we have to die. That everything has the nature of arise and disappear, changing. So that's suffering. And the cause of suffering, the Buddha said, is because of attachment. Because we want things to be like this, to be like that, without contentment, we lead us to be to suffer. And when we practice the Eightfold Noble Path, morality, concentration, and wisdom, then we can get rid of the cause, which is attachment. We will be able to let go. We will no longer have attachment. That means that we can get rid of suffering. We have no longer have suffering. It's just to know, so when we practice, it allows us to know the truth. And when we practice, not only when we're sitting down, we know our posture. Standing up, we also know. Walking, we also know. Sitting down, when you're cooking, if you're at home, you do whatever you do with a knowing happening at the present moment. The four posture, even when we lay down, if we apply our practice, then we are on the right path. We are practicing the four foundations of mindfulness. One thing is that no one can practice for us. The Buddha cannot practice for us. No one else can do. We have to be an island for ourselves. We have to be the one who get to the other shore by ourselves. So we have to practice for ourselves. The morality, concentration, and wisdom. And when we can do our practice, when we can start to let it go, then we can really feel peace and real happiness happening at that time. Because the happiness of letting go without attachment is really joyful, more than the happiness of attachment. And when we sit and meditate, we try not to think about the past and try not to worry about the future. Whenever we say, this is my time for me to meditate, then just try to focus more on the present moment. And by focusing more on the present moment,
that we can gain momentary concentration more and more. The concentration will be at one moment, and then the next moment, and then the next moment. That means that there need to be effort, there need to be mindfulness right at the moment that the object arises, not before, not after. Only at the moment that the object arises, that we put effort to note that, then we will gain the momentary concentration. And when momentary concentration is not strong, but if we maintain that one after another, it becomes very powerful. And when we know whatever good and bad, just note them without thinking about the object. Because the object arises and disappears very fast, just noting them to see them. The main thing is to see everything arise and disappears. And with the practice, then we can get rid of greed, anger, and delusion. These are the three main defilements within our body. And the sutra said that for the yogi, when they sit down and they see the shakiness of the body, not to worry. He should try to note that. And after noting that, he can also note sitting and touching. Not aware of the sitting posture, knowing that the yogi is sitting straight, his back is straight, his head is straight, so that he can know that as sitting. And touching, there's many touching points on the bottom, on the foot, so he begins to aware the entire body. And just being aware of the entire body allow him to gain balance of the whole body. And because of that, he can maybe able to overcome the shakiness of the body, the swaying of the body. Our first primary object is the rising and falling movement, which is related to breathing. So that should be our primary object, our home object. We always aim the mind back to that and begin with that. But then if the shakiness or the swaying or the feeling pain or whatever arise as secondary objects, just note them. Just note them patiently as they are. And after noting them, you will see their nature, how they arise and disappear. After that, then we remember to aim the mind back again to rise and fall in movement so that the mindfulness is continuous without a break. So that's where we start for today. So we'll end the Dhamma talk today. And now we will continue with the practice. Right now, I think is the 30 minutes that we can do the sitting meditation. Thank you for your attention. Yeah. 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 Yeah